Người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người tông đơ cắm điện trực tiếp nhé. Trên màn hình mọi người mình đang để ra hai con tông đơ cắm điện trực tiếp này. Mọi người cắm dây điện vào bật lên là nó chạy không? Có điện nó mới hoạt động nha mọi người. Không có điện là nó không hoạt động. Thì như mọi người đã biết ấy, trong những salon tiệm tóc bây giờ thì đa số là sử dụng tông đơ không dây, tông đơ pin. Tuy nhiên thì một số gia đình ấy, mọi người vẫn chọn cho mình dòng tông đơ truyền thống, tông đơ cắm điện trực tiếp, bởi vì lý do là tông đơ cắm điện này nó không có pin nên là mọi người để lâu nó không có sợ bị hư hỏng, đúng không ạ? Đó. Và đồng thời thì cái máy của nó sẽ khỏe hơn, động cơ nó khỏe hơn dòng tông đơ pin, cái đó là cái tất nhiên rồi. Tuy nhiên thì nó có cái nhược điểm nhé, nhược điểm là có dây như mọi người đang xem ở đây thì nó rất là vướng víu, và khi mọi người cắt tóc thì mọi người phải chọn một điểm cắt cố định ở gần cái ổ điện như này mọi người mới sử dụng được. Không giống như những cái bộ không dây thì mọi người có thể cắt ở bất kỳ đâu, cứ sạc no pin là mọi người mang đi sử dụng thôi. Cái tông đơ cắm điện này nó hoạt động trên nguyên lý là từ tính từ trường. Khi mà mọi người cắm điện vào thì dòng điện nó sẽ đi vào cái trục dây đồng ở trong này, tạo ra cái lực đẩy từ trường ở hai bên và giúp cho cái lưỡi tông đơ nó di chuyển qua lại và tạo ra cái điểm cắt ở đây như thế này. Trên tay mình đây đang là cái dòng tông đơ cắm điện DSP, con này thì rẻ thôi, 350, nó rẻ hơn nhiều so với dòng tông đơ pin, nó rẻ hơn nhiều nhưng mà độ bền của nó thì sẽ là cao hơn. Còn bên đây là cái con tông đơ quan 2171, giá của nó là 400.000, nó hoạt động rất là êm nhé mọi người, rất là êm. Con này thì phù hợp với các bác ở salon, ở tiệm tóc hơn. Thế còn cái dòng tông đơ 350 này nó phù hợp với mọi người sử dụng ở trong gia đình hơn. Tuy nhiên nhé, mọi người lưu ý có một điểm mọi người cần lưu ý, không phải là mọi người chọn cái dòng đắt hơn một chút là nó bền hơn đâu nhé. Thì nó có một vài đặc điểm liên quan đến phụ kiện đi kèm và cái cách thức sử dụng nữa, nên là các bác sử dụng gia đình thì chọn cho mình cái bộ sản phẩm 350 cần này thôi, 350.000 này thôi nhé. Và sau đây mình mời mọi người cùng đi vào chi tiết tìm hiểu về cái bộ sản phẩm tông đơ cắm điện này. Và bây giờ đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái bộ tông đơ DSP mà mình có nói là giá 350.000 này nhé. Bộ này thì nó phù hợp với lại các bạn cắt tóc ở trong gia đình, cắt tóc cho con nhỏ và người già trong gia đình. Máy thì nó rất là khỏe rồi, khỏe và êm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phụ kiện của nó xem nó phù hợp là phù hợp như thế nào. Trong bộ này thì nó có cho mình một cái tông đơ này. Chắc chắn là sẽ có một cái tông đơ là cái sản phẩm chính của chúng ta ở đây rồi. Đây thì mình tạm thời để chiếc tông đơ ra ở đây nhé. Đây phụ kiện của nó này, đây kèm theo một chiếc lược cắt tóc, một lọ dầu máy và một cọ vệ sinh. Ở trong này cái bộ cử ấy, mình nói phù hợp là nó có cái bộ cử này nè, nó có đầy đủ 4 cái cử canh độ dài cho mình. Có đầy đủ 4 cử canh độ dài nhé, mình xé ra luôn nè. Đầy đủ các kích thước và mình tìm hiểu xem thử là nó có những cái kích thước nào. Đây nó có cử 1, 2, 3, 4. Ở trong này thì không có ghi số, chỉ ghi là không có ghi cử ly. Nó chỉ ghi là 1 này. 1 là cái cử bé nhất, thấp nhất, thường thì nó sẽ là 3mm. 2 đây, 2 này, cái này là cái 3 này. Nó có 4 cử, nó ghi 1, 2, 3, 4 từ bé đến lớn. Đó là đầy đủ 4 cái kích thước canh độ dài cho mình. Còn đây là cái tông đơ. Để mình giới thiệu qua với mọi người một chút cái cách sử dụng của tông đơ này. Nó hơi đặc biệt so với những cái dòng tông đơ khác là nó có cần gạt bóp ở phía bên trái này. Những cái tông đơ khác thì nó sẽ gạt lên gạt xuống như thế này, cái lưỡi nó sẽ di chuyển. Còn cái tông đơ này thì mọi người bóp vào hết cỡ thì cái lưỡi nó xuống hết cỡ. Đó, xuống hết cỡ thì nó tương ứng với cái này, là nó cũng tương tự như cái cử canh độ dài này này, nhưng mà nó cử ly sẽ thấp hơn. Khi mọi người bóp xuống hết cỡ thì tóc nó lọt xuống ở đến đây thì nó mới cắt được. Thì như vậy khi mà mọi người cắt sát vào da đầu á, nó sẽ còn lại cái độ dài của tóc sẽ còn lại tương ứng là từ cái điểm trên cùng đến cái điểm mà giao nhau giữa hai cái lưỡi nhé. Và khi mà mọi người bóp vào á, mọi người thả ra thì nó quay trở lại cái vị trí ban đầu, đúng không? Mọi người muốn cố định nó thì mọi người bật cái lẫy ở phía bên phải này,
Đó, nó có một cái đặc điểm như vậy. Khi mà mọi người bật cái lẫy ở phía bên phải thì cái bên này nó đã cố định như thế này cho mọi người. Rồi mọi người mở ra lại nhé, mọi người bật lên lại thì nó lại trở ra. Và tùy mọi người, tùy từng cái vị trí cụ thể, thông thường thì mọi người sẽ chỉnh một chút thôi, không vào hết cỡ, và vào khoảng tầm cái lưỡi này khoảng tầm còn lại 1,4mm là cái điểm cắt nó hợp lý nhất. Mọi người khóa lại đây, vào tầm một nửa như thế này thôi. Tông đơ thiết kế sau này thì nó có một cái móc treo cho mọi người treo lên. Đối với các tiệm tóc, một số tiệm vẫn sử dụng cái tông đơ này nhé, chứ không phải là phù hợp với gia đình không đâu. Đây là công tắc tắt mở on. Ở bên này thì nó có một cái lỗ này để mọi người chỉnh cái độ mạnh nhẹ của tông đơ ấy. Nhưng mà thường là mình đã cố định cho mọi người ở cái mức là tông đơ nó hoạt động êm nhất rồi. Trường hợp mọi người sử dụng nó bị rè thì mọi người tăng giảm ở cái chỗ này. Mọi người lưu ý là bật máy lên cho nó chạy để mà mình chỉnh nhé. Bây giờ sẽ test tiếng máy, tiếng động cơ nhé. Đây, động cơ thì cực kỳ là êm luôn. Nó rất là êm. Mình sẽ mở lưỡi ra nè. Đó, đóng lưỡi vào. Đóng lưỡi vào. Đó, đó là cái tiếng động cơ. Cái bộ sản phẩm này như mọi người đang xem nhé, có 4 cửa căn độ dài, một lượt cắt tóc, một lọ dầu máy, một cọ vệ sinh. Giá là 350.000 miễn phí ship nha mọi người. 350.000 miễn phí ship. Là trên cái tờ catalog đi kèm thì nó có ghi cái thông tin ở ngoài cho mọi người này. Công suất 10W, điện là 220V đến 240V. Cái tông đơ này mọi người không sử dụng được điện 110 nhé, mọi người mang đi nước ngoài ấy. Ví dụ như đi Nhật mà bên đấy người ta sử dụng điện 110 là mọi người không sử dụng được. Con này chỉ sử dụng điện 220 đến 240V thôi, điện ở Việt Nam mình đó. Đó, đó là cái bộ sản phẩm tông đơ DSP 90014SC, 350.000 miễn phí ship. Và mọi người nhận hàng thì sẽ được kiểm tra sản phẩm đầy đủ như thế này. Mọi người hài lòng thì mới thanh toán nhé, không hài lòng thì không có trả bất kỳ một cái khoản phí nào cả. Rồi tiếp theo mình sẽ đi qua cái dòng tông đơ quan nhé. Rồi cái máy quay nó bị gạt. Nó rất là dễ, nó không có thiết kế cái cần gạt bóp như cái tông kia. Cái này thì chỉnh cần gạt lên xuống ấy. Đối với các bác thợ hớt tóc thì thao tác nó rất là nhanh. Máy nó êm. Máy nó êm. Cái lưỡi á, thì nó sẽ bén hơn một chút so với cái dòng lưỡi kia nhé. Cái lưỡi này thì nó bén hơn một chút này. Nếu như vậy là các bác thợ hớt tóc cần cắt với cái tốc độ nhanh hơn thì sử dụng cái con này nó hợp lý hơn. Đó, mà các bạn hớt tóc thì chắc nhìn cái lưỡi này cũng đã biết rồi, lưỡi quan rất là xịn này. Đấy, lưỡi này các bác thợ hớt tóc hớt rất là xong tóc. Đó. Đấy. Nếu mà gia đình á, nếu các bạn gia đình mà mình đã có cái bộ như thế này, bộ cử căn độ dài này đầy đủ rồi. Có lược các thứ rồi thì mọi người lấy bộ này thì nó hợp lý. Còn mà nếu chưa có gì á thì mọi người lấy cái bộ kia, nó đầy đủ hơn, mình nghĩ là như vậy. Cái con tông đơ quan này thì công suất nó cũng là công suất 10W, xin lỗi mọi người, công suất 8W thôi. Con kia 10W, con này 8W thôi. Mà cắt rất là ngọt nhá. 8W thì mọi người có thể tăng tốc lên được mà. Mọi người tăng cái tốc độ nó lên ở đây, mọi người tăng lên được một chút. Đó, con này thì các bác tiệm trong salon thì hớt được cực kỳ êm và cũng là rất là nhiều người dùng rồi. Đấy, bộ này thì 400.000 miễn phí ship. Các bác đặt hàng thì được test thoải mái luôn, cứ về bảo shipper đợi một chút, mọi người kiểm tra hàng hài lòng thì lấy, không hài lòng thì trả lại. Như vậy cho nó khỏe, cho đến lúc mà mọi người cứ nhận hàng rồi, mọi người lười kiểm tra, mọi người nhận hàng rồi, đến lúc mọi người không ưng ý, mọi người liên hệ shop vẫn đổi cho mọi người thôi, nhưng mà mất công ra, mất phí ship các thứ. Trường hợp mọi người chưa thanh toán thì cả mọi người trả luôn thì nó không mất phí gì, nó dễ, đúng không ạ? Và bên mình thì vẫn bảo hành cho mọi người như mọi khi là bảo hành 6 tháng. Mình có dán tem bảo hành ở đây, có số điện thoại ở trên này, mọi người rất là dễ liên hệ. Cần bảo hành gì á thì shipper bên mình có thể hỗ trợ đến tận nơi nhận cho mọi người, cũng rất là tiện rồi. Mọi người đặt hàng chắc đã biết cái dịch vụ bên mình rồi. Đó, với là những cái tư vấn của mình nãy giờ thì chắc mọi người cũng đã xác định cho mình được là nếu mà mọi người sử dụng tông đơ cắm điện thì sử dụng bộ nào là hợp lý rồi, đúng không ạ? Mỗi bộ thì nó có mỗi cái ưu nhược điểm riêng. Đó, mọi người còn thắc mắc thêm cái vấn đề gì nữa thì liên hệ đến mình.
qua cái số hotline ở trên màn hình nhé. À, có cả số Zalo, nếu mọi người gọi số hotline không được thì mọi người gọi số nhắn tin Zalo cho mình. Rồi có những lúc mà mình cũng không có cầm máy ấy. Rồi rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo ạ.